Son dưỡng môi là sản phẩm bảo vệ, làm đẹp môi không thể thiếu của phái đẹp, giúp cho đôi môi trở nên mềm mại, căng bóng. Bên cạnh đó, son dưỡng môi có thể dùng để làm đẹp cho những vùng da khác mà ít người biết. Chỉ cần đầu tư thỏi son dưỡng chất lượng là bạn có thể tận dụng trong nhiều trường hợp. Dùng thay phấn má để trang điểm. Nếu muốn tiết kiệm thời gian trang điểm, bạn có thể tận dụng son dưỡng môi có màu để tô điểm cho phần má ửng hồng. Chỉ cần lấy một lượng son dưỡng, chấm nhẹ lên má rồi dùng tay hoặc mút trang điểm tán nhẹ là có ngay lớp má hồng tự nhiên, bóng nhẹ. Lúc này bạn có thể tùy ý tô điểm nhẹ nhàng phù hợp với phong cách trang điểm của mình. Ngoài dùng làm phấn má, bạn cũng có thể tán nhẹ son dưỡng lên mắt để thay cho phấn mắt nếu chọn kiểu make up tự nhiên, trông trẻo theo xu hướng Hàn Quốc. Làm dịu những vùng da bị tấy đỏ. Sản phẩm son dưỡng có khả năng chữa lành các tổn thương trên môi, vì thế chúng cũng có tác dụng trên nhiều vùng da nhạy cảm khác của cơ thể. Do đó, bạn có thể dùng son dưỡng để khắc phục vùng da tấy đỏ, khô ráp ở khuỷu tay hay các vết nứt nẻ ở bàn tay hay gót chân. Giữ nếp cho lông mày. Chỉ cần thoa một chút son dưỡng vào lông mày, dùng tay miết nhẹ nhàng, những sợi lông mảnh mọc lộn xộn sẽ vào nếp bò ngang. Đây là giải pháp cho những lúc bạn chưa kịp mua mascara chải lông mày. Trong son dưỡng môi cũng có nhiều thành phần lành tính, tự nhiên giúp nuôi dưỡng lông mày mọc dày và mượt hơn. Dưỡng da quanh móng. Bạn có thể tạm thay thế kem dưỡng tay bằng son dưỡng môi để làm mềm vùng da quanh móng tay. Chỉ cần chọn thỏi son dưỡng không màu, sau đó thoa lên vùng da quanh móng đã được làm sạch và massage nhẹ nhàng. Ưu tiên sử dụng vào buổi tối để dưỡng chất ngấm sâu giúp nuôi dưỡng da và hạn chế tình trạng khô, xước da. Giúp tóc con vào nếp. Son dưỡng môi cũng được dùng như một loại gel để giữ nếp tóc, giúp những sợi tóc con dễ dàng vào nếp nhanh chóng. Son dưỡng môi có khả năng dưỡng ẩm và kết dính, nhưng lại không làm khô tóc giống như các loại sáp hay gel vuốt tóc, mang đến cho bạn mái tóc gọn gàng, có độ ẩm ả tự nhiên. Tuy nhiên, đây là cách dùng tạm thời trong trường hợp khẩn cấp, bạn nên hạn chế dùng nhiều vì sẽ gây bết dính tóc. Sửa lỗi trang điểm mắt và dưỡng da vùng mắt. Trong lúc trang điểm mắt, bạn dễ gặp phải những sơ suất như kẻ eyeliner bị lệch làm dính mascara lên mí mắt. Khi đó, hãy thoa chút ít son dưỡng môi lên tăm bông, rồi chấm nhẹ vào những chỗ lem, chúng sẽ nhanh chóng biến mất. Ngoài ra, son dưỡng cũng có hiệu quả nhất định trong việc dưỡng ẩm cho vùng da mỏng manh xung quanh mắt, đồng thời làm giảm nếp nhăn. Nhưng đây là phương pháp tạm thời và không thể hoàn toàn thay thế kem dưỡng mắt. Giữ mùi nước hoa thơm lâu hơn. Để khắc phục tình trạng nước hoa bay mùi nhanh, sau khi xịt nước hoa, bạn hãy thoa son dưỡng vào vị trí đó. Lớp son dưỡng sẽ giúp nước hoa bám dính trên da lâu hơn, lưu lại mùi hương yêu thích của bạn trong nhiều giờ mà không cần xịt lại.